Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Ngân. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Giáng sinh yêu thương. Các bạn ơi, tháng 12 có một ngày rất đặc biệt. Bạn có biết đó là ngày gì không? Đó là ngày Noel, hay gọi là ngày lễ Giáng sinh, là ngày sinh nhật của Chúa Giê-xu đấy. Mùa Giáng sinh, mình được bố mẹ cho đi chơi, trang trí cây thông Noel và được vẽ người tuyết và xem chú tuần lộc đấy. Mình thích nhất là được ông già Noel tặng quà. Mùa Giáng sinh năm ngoái, mình được ông già Noel tặng một cuốn truyện được mang tên Conan. Mình rất thích cuốn truyện đó. Còn các bạn thì sao? Ngày Giáng sinh của các bạn như thế nào? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.